Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hành trình tri thức phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Người Việt Nam từ ngàn đời nay có truyền thống uống nước nhớ nguồn và lễ hội chính là sự kiện thể hiện truyền thống quý báu đó của cộng đồng, tôn vinh những hình tượng thiêng được định danh là những vị thần, những người có thật trong lịch sử dân tộc hay huyền thoại. Mỗi lễ hội còn thể hiện văn hóa làng, nước và đặc biệt đối với những lễ hội xuân, đó còn là cả dòng chảy truyền thống giữa thời hiện đại. Nhân những ngày đầu năm mới và khi Tết Nguyên đán đang đến gần, Hành trình tri thức ngày hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu về đặc trưng của lễ hội xuân Việt và cùng trải nghiệm những không gian lễ hội độc đáo có thể là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân này. Lễ hội Việt Nam thì nó cổ như là làng Việt Nam vậy. Thế gọi là lễ hội là gọi theo cái văn bản chính thức thôi, chứ chính là hội làng đấy. Hội làng tức là hội xuất phát từ làng, mà làng nó không phải đơn vị hành chính, thế mà nó chỉ là cái đơn vị cộng cư thôi. Thế cho nên là có thể ở làng, nhưng mà không thuộc vào cái gì cả. Thế thứ hai là lễ hội nó cứ hay mở vào mùa xuân, trước đây có cả mùa thu. Thế là bởi vì người ta làm hai mùa, xuân thu nhị kỳ. Thế về sau thì người ta thấy là chỉ làm một mùa đấy, thì cho nên người ta mở hội vào mùa xuân. Các dân tộc họ cũng chào mừng mùa xuân với một cái trình độ của họ, hoàn cảnh của họ. Nhưng mà hễ cứ đến mùa xuân thì các dân tộc đều thấy là có một cái ý thức chung là vì người ta được hưởng cái thời tiết nó tốt. Về sâu xa, lễ hội là dịp con người được trở về nguồn, nguồn cội tự nhiên hay nguồn cội của dân tộc đều có ý nghĩa thiêng liêng trong tâm trí mỗi người. Bởi vậy, mỗi lễ hội diễn ra là thể hiện cho sức mạnh cộng đồng làng xã, địa phương hay rộng hơn là quốc gia dân tộc. Họ thờ chung vị thần, có chung mục tiêu đoàn kết để vượt qua gian khó, dành cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đến với lễ hội, con người được sáng tạo và hưởng thụ những giá trị văn hóa vật chất và tinh thần, là hình thức giáo dục chuyển giao cho các thế hệ sau biết gìn giữ, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của dân tộc theo cách riêng, kết hợp giữa yếu tố tâm linh và các trò chơi đua tài giải trí. Qua lễ hội, con người được giải tỏa, giải bày phiền muộn lo âu với thần linh, mong được thần giúp đỡ, chở che đặng vượt qua những thử thách đến với ngày mai tươi sáng hơn. Mùa xuân là cái mùa sinh sôi, thời tiết nó tốt này. Sau cái mùa đông băng giá thì nó chuyển sang mùa xuân cái thì tất cả cây cối như được sống lại. Bởi vì lúc ấy là thời tiết nó thuận lợi nhiều. Thế và vạn vật cũng thấy phấn khởi lắm. Thế và con người cũng thấy nhẹ nhàng hơn mùa đông. Bởi vì nó có cái đối lưu với nhau. Tức là đang cái mùa đông lạnh giá thế nó chuyển sang mùa xuân. Tự nhiên nó nhẹ nhàng đi. Và một cái đặc điểm người ai mà ta cũng thấy, tức là sau cái mùa đông băng giá thì mùa xuân nó nở hoa, cái ấy là rõ nhất. Chỗ nào người ta cũng thấy nở hoa. Trước khi người ta có những cái vườn hoa hay làng hoa, bây giờ thì ngày xưa nó có hoa rừng. Đấy, cứ vào mùa xuân là nở. Đấy. Thế rồi vạn vật cũng thế thôi, thực vật rồi là động vật, thế và đặc biệt con người. Thế cho nên con người ta thích lưu ý là người ta làm hội vào mùa xuân. Là bởi vì cái hội ấy là cái hội mà sau một năm lao động người ta nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì người ta phải hưởng thụ. Thế và cái cơ hội nghỉ ngơi và hưởng thụ ấy là cái cơ hội người ta giao lưu với nhau. Mộc Châu, Sơn La, vùng đất thảo nguyên với những đồng cỏ, đồi chè xanh ngút ngàn tầm mắt. Đây là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số như Thái, Mông, Mường. Cùng với đó là sự phong phú về bản sắc văn hóa truyền thống đậm đà, giàu tính nhân văn, đầy lôi cuốn. Bản sắc ấy thể hiện trong đời sống hàng ngày, trong nếp sinh hoạt riêng của con người, trong nếp nghĩ và cả trong những không gian lễ hội truyền thống mà người ta truyền nhau từ đời này sang đời khác. Câu chuyện về một lễ hội xuân độc đáo của đất Tây Bắc sẽ đến với quý vị trong phần tiếp theo của chương trình.
Mỗi độ hoa ban rộ nở cũng là lúc người Thái ở bản Áng Mộc Châu Sơn La lại cùng nhau tổ chức lễ hội để bày tỏ lòng thành kính với thầy Mo, người mà dân bản đôi khi nhờ cậy mỗi khi có bệnh hoặc vấn đề về tâm linh. Lễ hội Hết Trá kết thúc mùa ban nở thường diễn ra thường niên từ 23 đến 26 tháng 3. Nói về nguồn gốc của lễ hội, chuyện kể rằng xưa kia người Thái rất nghèo, không có tiền mua thuốc chữa bệnh, thường đến nhờ thầy Mo hay thầy cúng. Thầy Mo dùng mẹo và nhờ thần linh nên đã chữa được bệnh cho dân làng. Để tỏ ơn cứu chữa, nhiều người xin được làm con nuôi của ông. Và rồi, cứ mỗi dịp cuối năm, thường vào 29 và 30 Tết, con cháu lại đến tạ ơn. Nhưng thời điểm đó thầy đang bận rộn cho Tết nên ấn định lễ tạ ơn sẽ tổ chức vào mỗi tháng 3 hàng năm. Khi hoa ban vào độ nở rộ nhất, măng rừng bắt đầu đắng và mọi người chuẩn bị cho vụ mùa mới sắp diễn ra. Từ đó, lễ hội Hết Trá ra đời, trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh sâu sắc, mang ý nghĩa đoàn kết cộng đồng, cũng là dịp cầu an năm mới và thể hiện lòng biết ơn giữa người với người. Theo truyền thống, các nghi lễ trong lễ hội sẽ do các cá nhân, hộ gia đình có điều kiện luân phiên đứng ra tổ chức với sự tham gia của cộng đồng làng bản. Buổi lễ được bắt đầu bằng lời tuyên bố của ông chủ tế. Khi mọi thứ đã ổn định, ba thầy Mo sẽ khấn mời thần linh về dự lễ. Mọi hoạt động trong lễ hội diễn ra xung quanh một cây nêu được treo hoa ban, hình con chim, con thú, ve sầu, ong bướm, trống chiêng đủ màu sắc để tượng trưng cho sự sống, mùa xuân của đất trời. Gốc cây đặt những chum rượu cần để mời khách đến chơi hội. Sau lễ lấy hoa, dâng hoa sẽ diễn ra lễ hội gồm hai phần lễ và hội. Phần lễ là dịp để người con nuôi bày tỏ lòng thành kính với thầy Mo đã chữa bệnh cho mình. Dân làng sẽ kể và dựng lại tích xưa thông qua những diễn trò mang tính chất hài hước theo lối trai giả gái, gái giả trai. Đằng sau những tiếng cười vui vẻ là lời truyền dạy kinh nghiệm sản xuất, lời nhắc nhở nhẹ nhàng để mọi người sống với nhau tốt hơn. Phần hội diễn ra những trò diễn dân gian vui nhộn, dạy con cháu khai hoang ruộng nương, tập cho trâu cày. Cùng với đó là những trò chơi dân gian đặc sắc và những tiết mục xòe thái uyển chuyển, nhịp nhàng quanh cây nêu, hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã. Đây cũng là dịp để người Thái tạ ơn đất trời, tạ ơn đấng sinh thành, giáo dưỡng và thể hiện ý thức gắn kết cộng đồng dân tộc, cùng nhau bước vào mùa vụ mới, cầu chúc cho vạn vật hòa hợp, sinh sôi nảy nở, mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt bội thu, gia đình ấm no hạnh phúc. Cũng từ lễ hội Hết Trá đã có rất nhiều đôi trai gái bén duyên rồi nên nghĩa vợ chồng. Chia tay với những tiếng khẻn trống rìu rập trong lễ hội xuân Hết Trá vùng cao, chúng ta sẽ đến với một vài không gian lễ hội xuân độc đáo khác mà quý vị có thể trải nghiệm trong dịp xuân này. Mời quý vị cùng theo dõi. Chùa Hương nằm ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, trong khu thắng cảnh Hương Sơn, được xem hành trình về một miền đất Phật, nơi Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện tu hành. Lễ hội Chùa Hương là một lễ hội lớn cùng với lễ hội Chùa Yên Tử và lễ hội Chùa Bái Đính là những lễ hội gây được tiếng vang lớn ở miền Bắc bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch.
Nét thanh tịnh của miền đất Phật đã tạo cho con người, cảnh vật hòa lẫn vào không gian khi vào hội. Đường vào chùa Hương tấp nập vào ra hàng trăm con thuyền, cộng thú vui ngồi thuyền vãng cảnh, lạc vào non tiền cõi Phật. Con người được hòa nhập vào miền tâm linh với cảnh núi non chùa chiền thơ mộng. Lễ hội Đền Trần được biết đến là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước vào dịp đầu năm mới, được tổ chức tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, nhằm tri ân công đức của 14 vị vua Trần. Đã thành thông lệ, lễ hội Đền Trần được nhắc đến nhiều với nghi lễ khai ấn và phát ấn diễn ra vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng. Lễ khai ấn đầu tiên được bắt đầu vào thời đại nhà Trần khoảng thế kỷ thứ 13. Theo sử sách ghi lại là vào năm 1239, đây chính là nghi lễ tế tổ tiên của dòng họ nhà Trần tại phủ Thiên Trường. Vua nhà Trần đã mở tiệc chiêu đãi và phong chức cho những vị quan có công với triều đình. Sau đó, đến những năm chống giặc Mông, lễ hội bị gián đoạn, không được tổ chức. Đến năm 1269 mới được Trần Thánh Tông mở lễ lại. Trải qua nhiều phong ba lịch sử, ấn cũ của triều Trần đã bị thất lạc. Cho đến những năm 1822, vua Minh Mạng có ghé thăm Thiên Trường và cho khắc lại chiếc ấn. Ấn cũ khắc là Trần Triều Chi Bảo, ấn mới khắc là Trần Triều Điển Cố để nhắc lại tích cũ, dưới đó có thêm câu tích phúc vô cương. Từ đó, lễ khai ấn Đền Trần diễn ra thường niên và rằm tháng Giêng hàng năm. Đây được coi là tín hiệu nhắc nhở kết thúc những ngày Tết cổ truyền dân tộc để tiếp tục công cuộc lao động sản xuất. Của tỉnh Bắc Ninh. Chính hội được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hội Lim được coi là nét kết tinh độc đáo của vùng văn hóa Kinh Bắc. Hội Lim là một sinh hoạt văn hóa đặc sắc với dân ca quan họ nổi tiếng. Về với Hội Lim là về với một trời âm thanh, thơ và nhạc, náo nức không gian đến sao xuyến lòng người. Những áo mớ bảy, mớ ba, nón ba tầm, quai thao, dài yếm lụa sồi, những ô lục soạn, khăn đóng, áo cặp thay hoa gấm, như ẩn chứa cả sức sống mùa xuân của con người và tạo vật. Cách chơi hội của người quan họ vùng Lim cũng là cách chơi độc đáo. Mỗi cử chỉ giao tiếp đã mang trong nó một sắc thái văn hóa cao. Hy vọng với mùa xuân mới, quý vị sẽ có những chuyến du xuân đầy ý nghĩa và nhiều cảm xúc. Đến đây, thời lượng của hành trình tri thức tuần này đã hết. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị có thể gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0422208288 và xem lại chương trình trên website vitv.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.